Look, hold. Don't touch daddy, though. Don't touch daddy. Daddy gotta use the bathroom soon. Well, who's that sitting up on our porch? Who's on our porch? Tan, 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 tan. It's Lucky. Tan, tan, Lucky. Tan, 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 tan. What's going on, my friend? JD, con đi đâu về á? JD, why'd you put all the sand on the floor? Con đi đâu về á? Đi đâu về á? Chay, con biết giờ con nên đi đâu không Chay? Pee pee. You should go pee pee. Yeah, you should go pee pee. Chạy Lucky đi con, đi go pee pee đi rồi chơi với Lucky sao? Đi đi con, để chút nữa ấy á, đúng rồi. Đi đi con, đi pee pee đi. Đi đi con, đi vô đi. Ừ, để mày giữ Lucky cho rồi rồi chút con đi vô ra rồi mày rồi còn chơi Lucky nha. Ok, rồi đi vô đi con, vô cởi dép ra đi pee pee đi. Đi con. Ừ, cởi dép ra rồi vô pee pee đi rồi ra chơi Lucky. Đi vô nhà, đi vô nhà cởi, đi vô nhà cởi chứ đâu ngồi đó cởi. Rồi, rồi vô đi con, vô pee pee đi. Giỏi. Tự động lau chùi rồi rửa rồi sẵn sàng rồi rồi. Ấy nè nha. Bye bye. Bye. Con muốn me. Sao? I'm dead. But seriously though, you guys start. Hết chơi với iPad. Bây giờ ba tới ba lấy xe cho con chơi phải không? Cái gì vậy con? Ồ, màu gì á? Baby, can you màu blue đúng rồi. Take the pillow behind you and put it on the ground. Ok. À, bỏ ghế xuống nè. Bỏ gối xuống nè con. You want to play race cars? Happy. I'm happy. Oh, please help me. Oh, dài dữ rồi ta. Cái đường lái xe dài quá ta. Thank you. Trời ơi, right, làm vậy, đứng làm vậy. Cái gì cười giả tạo vậy? Right. À, cười hi 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 hi. Ba lấy gì con? À con giúp ba hả? Con để mấy chiếc xe xuống kìa, mấy chiếc xe trên ghế kìa, bỏ xuống. Lấy đi dép ba đem cất đi, lấy đi dép ba lên, lấy đi dép ba đem cất chỗ khác để con có chỗ ngồi. Ê ê ê ê, ê bỏ xuống đàng hoàng, chứ ai mà giục nữa. Bỏ xuống đàng hoàng con. La 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 la. More cars? Yeah, lots of cars. Give me that one. That one goes on this side. Oh wow, look at all your cars. Wow, nhiều quá. Con đếm coi có bao nhiêu chiếc xe. Can you count? How many can you count? Two, one, go. Đếm. Đếm có bao nhiêu chiếc xe trước đã. Đếm có bao nhiêu chiếc trước đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đâu dễ sợ không, nó không coi mà đếm được 10 chiếc luôn kìa. Ooh. Oh, this one is the winner. Apple win. Dữ this ta. One loses. It's yellow. Yellow. Làm sao? Who's racing next? Muốn màu nào? Beep, beep. Muốn có. Muốn màu nào? Màu này. Thôi thôi. Mình giết rồi đâu chơi? Đi xin đôi xin. À muốn đi xin đôi xin hả? Dạ. Con muốn đi xin chơi không? Dạ muốn xin ông. À
Cô muốn audition cũng âm sần á hả? Dạ. Trời ơi. Ngày... Mắt con rồi. Ừ, hết mắt rồi, mắt rớt, mắt tiêu rồi. Bác cứ chiều, ba dục mắt rồi. Ba dục mắt hả nào? Ba dục mắt, chơi dục mắt. Rồi, chơi đi rồi, không cẩn thận rồi, mắt xúc hết rồi. Còn nghe con. Còn có con à. Đó, thấy chưa, chơi làm vậy mà không xúc mắt sao được. Con. Mẹ đi cái con nghe băng dài. Mẹ băng dài hả? Màu này. Dạ, con muốn mẹ mang màu này hả? Mẹ màu white. Màu white, đúng rồi. Để đó, mang vô nè. Mẹ mắt mập. Mẹ màu màu. Con gái em dễ thương không? Giờ nó mang dài, mang dép vô cho mình luôn. Outside lạnh. Đi thử đi ra thử coi lạnh không nha. Mở thử coi lạnh không nha. Chứ bữa nay lạnh hơn mỗi ngày đó. Hello. Hi. Yes, it's chilly out. Thấy chưa, hơi lạnh đó, thấy chưa chai. Yeah. It's a little bit chilly, chị đi. Nay có mười mấy độ rồi, chị ơi. Con gì đâu? Lạnh không? Dạ. Thấy chưa? Phải mặc quần dài. Áo tơi dài, phải mặc thêm một cái áo khoác ở ngoài nữa. Gầu ghê vậy, nắng được mấy ngày cái giờ lạnh tiếp. Ai vậy? Lạnh quá trời ơi. Là lạnh. Sao thấy không? Ham đi chơi cái đó không lạnh thấy không? Mà mẹ lạnh nè, mày đâu có mặc đồ dài đâu. Đi giày khác hả? Ooh, JD is cold. Oh, I'm gonna go inside. Thôi mày đi vô. Bye bye chay nha. Không vô. Không vô nhưng mà mày lạnh rồi sao? Lạnh quá. Mày dép vô. Thôi bữa nay chơi trong nhà đỡ đi con ơi. Chút nữa trời mưa nữa giờ á. Không vậy thôi tự đi đi nha. Bye bye, đi chơi chút về nha. Không, mẹ mang dép khác hả? Không, con mà muốn mẹ ra ngoài là phải thay đồ. Nhưng mà mẹ rất là làm biến thay đồ. Lạnh quá, đi vô đi con. Ra đi giờ lạnh ngồi hồi đi bệnh nữa mất công. Mệt quá, đi vô coi iPad đi. Nằm coi iPad đi cho rồi. Muốn ngủ hả? À? Đúng rồi đó. Giờ này là đi ngủ là vừa rồi đó. Đi vô đi ngủ đi. Lấy em rồi lấy ba bà vô đi ngủ đi. Ba bà nè, con có uống sữa không? Cái cho mẹ ơi. Dạ, cà có sữa. Ok, dạ có sữa. Rồi, cầm. Đó, đúng rồi, bộ ba đó. Ba bà, em, hai bác. Đi, vô giường nằm, đi vô giường nằm. Hấp vô con hả? Hấp cái nào? À, mẹ giúp con cầm hai cái. Đây, vô đây nằm. Vô giường nằm đây. Rồi mẹ ra mẹ lấy sữa chay nha. Hả? Đây này mẹ dục lên cho. Rồi, mẹ ra mẹ lấy. Không, tự động lên, bước lên cái này tự động lên chứ không có bồng. Được. Bữa giờ tự động lên không, bây giờ cái vòng coi được không? Ok rồi, lên đi. You're welcome. Rồi mẹ ra lấy sữa chay nha. Anh hết à? Anh hết, con uống hết rồi đó. Mẹ ra mẹ lấy sữa chay nha. Nằm coi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa đi ngủ rồi. Hả? Ủa, iPad hết pin hả? Rồi, hết pin rồi. Cái điện thoại con đâu rồi? Thôi rồi, hết pin rồi. Điện thoại để đâu mất tiêu rồi. Bữa giờ không thấy cái điện thoại luôn á trời. Vậy thôi để mẹ mở tivi lên cho trai coi nha. Ok. iPad. Anh nhậm rồi, Elsa make up. À, con muốn coi Elsa make up hả? Năng cứ coi make up biết luôn á, ngày mơ cũng coi make up á.
Không chịu coi này nữa hả? Cái đồ bấm đâu ta? Nè, giờ coi em xài hết cắt qua không? Coi nè. Nhìn thẳng đúng rồi. Thẳng thẳng đó, con xài make up đó, con xài make up nha. Thẳng nằm lại đàng hoàng, nằm thẳng thớm đàng hoàng, đúng rồi, coi thẳng thớm đàng hoàng đó. Lúc nào đó chuẩn bị ngủ là lúc nào cũng lấy tay ngoéo mấy con này. Lỗ tay, mua mốt lên lên chắc nghiền lỗ tay lắm mà, cho có cái chân nằm kìa. Để dê chay cái cây. Để dê chay cái cây. Dê cái đùi này cái cây. Cái đùi này nhìn muốn cắn quá à. Thôi đừng làm bộ đụng vô cái bắt đầu anh ta ngứa nữa. Rồi Lucky lên đây ngủ luôn rồi này con. Lucky lên ngủ chay luôn rồi nè. Để mày ra mày lấy sữa chay uống nha. Nhìn thẳng. Thôi đừng có quậy Lucky, để cho Lucky nằm đi. Thẳng. Lucky đâu? Lucky đi đâu sai hả? Dạ. Con mới ngủ dậy hả? Dạ. Con ngủ dậy ngon, con ngủ ngon không? Trời ơi, có cái mặt kìa, cái mặt mới ngủ dậy kìa. Ngồi còn đá chân sáo nữa. Trời ơi, có cái bản mặt mới ngủ dậy nè. Quýnh gì sợ luôn. À mày quýnh con dưới đít à. Rồi biết rồi. Bè đừng có cãi ra, đừng cãi ra. Không có cần phe đâu. Ok. Lucky. Muốn đi Lucky phải không? Hả? Ok, muốn lại ngồi Lucky phải không? Okay. Dạ mẹ. Buông con sợ con xuống. Hả? Con sợ xuống té. À con sợ nhảy xuống té hả? Đúng rồi, con sợ nhảy xuống té rồi. Bây giờ con làm gì? Con cần mẹ giúp phải không? Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Giúp con. Giúp con. Rồi mẹ lấy ghế xuống nè, rồi con tự xuống đi. Trời ơi con sợ nhảy xuống té coi được không? Hả? Con sợ con khoái chọc rất kỳ ghê luôn á. Hả? Dễ quá Lucky. Lucky giỏi quá hả? Lucky ăn cắn cây. Ừ, cái người cắn tay chay hả? Tay quýnh chay. Lucky kỳ ghê luôn, người ta Lucky thích. Lucky coi iPad. Lucky không có biết coi iPad con. Biết coi iPad. Em ngồi như vậy. Đó, thấy chưa? Ừ. Nhẹ thôi, đúng rồi. Hả? Quá trời. Ừ, quá trời lông luôn. Nhẹ. Lucky rụng lông nhiều lắm. Lucky gì này dữ lắm. Ừ. Quát. Thôi, đừng. Con quát mẹ ơi, con quát quá kì. Thôi đừng, để Lucky, chút nữa Lucky ra ngoài, Lucky làm là hết rồi. Em con mèo. Đúng rồi, con mèo. Lucky kêu làm sao? Lucky kêu mạnh. Lucky kêu làm sao? Em đi lên này. Lucky kêu làm sao? Đây là em mày có. Lucky kêu làm sao? Đây mèo này có. Lucky kêu làm sao? Đi giữa cây. Em bước kêu chạy. Chú quát quát. Quack.
Trời ơi, quá trời lông luôn hả? Đem dùng rác đi, đem lại rác dùng. Ok. Dục quay dục ở ngoài hả Trong? Trong. Xạo. Mẹ thấy dục ở ngoài rõ ràng. Nó kỳ mùa hè nên rụng lông dữ lắm. Mùa hè nóng rụng lông ghê hồn. Rụng chứ. Chịu. Ừ, rụng chứ. Nó kỳ không chịu ra tay. À, nó kỳ không có chịu ngửi thử tay con hả? Chịu. Thôi không chịu thôi. Ai coi iPad? Ai coi iPad? iPad của Chay trong kia kìa, iPad của Chay trong kia cái đó của ba, coi chừng rớt nè, rớt nè. iPad đó của ba, đừng có cầm. Không hết pin rồi. Mẹ sạc pin rồi. Sợi hết pin rồi. Còn pin, để giờ mày vô mày lấy cho. Ok. Trời. Đây nè. Chay mới ngủ dậy đó cô chú, Chay ngủ được. Đây iPad đây. Đây nè, iPad nè. Đây. iPad sạc pin rồi. Ờ, biết sạc pin rồi nè. Qua đây lấy iPad lại lên. Không khỏi ba bà đi ra đây mẹ cho ăn nè, không có ba bà ba bấm gì đó. Ra đây mẹ cho ăn mac and cheese. Không ăn mac and cheese chứ ăn gì? Ăn cheese mac chứ. Mệt mẹ quá hả? Làm sao? Đau làm sao? Cái đầu. À, con đau ở đầu hả? Mất kìa, rất kìa, của iPad. Rất kìa, coi iPad đi chay nè, rất kìa. Xuống, ăn. Xuống, ăn nè. Rồi, đi lên ngồi đi. Lên ngồi đi, mày cho coi iPad rồi, mày lấy mắt mình chi xem. Bồng nó lên, nó cũng không chịu đâu nha, nó đòi tự lên đó. Ai cao quá. Giỏi. Rồi, mẹ. Cao quá. Đẩy vô rồi, bấm iPad coi đi. Mẹ không cao. Gì? Không cao. Không cao sao? Không cao chị. Không cao mẹ.